Chào mừng tất cả quý vị đã quay lại với kênh của Bi Audio Sài Gòn. Hôm nay Bi giới thiệu tới quý vị một cái đầu âm ly đề nâu với phân khúc giá bình dân nha quý vị. Cái đầu âm ly này màu đen rất là đẹp luôn. Hà Nội địa điện 100V với model là BMA390SE nha quý vị. Con này về trong tình trạng rất là đẹp luôn. Bên trong cũng đẹp, ở trên lưng phía sau cũng đẹp hết nha quý vị. Đây, phay của nó là phay xước nè. Cái phần này là phần kim loại phay xước, cực kỳ đẹp. Về thì bị mất remote rồi nha quý vị, không còn remote. Dòng 390SE này thì nó có hỗ trợ đánh loa từ 4 ohm trở lên quý vị, 4 ohm tới 16 ohm. Loa 4 ohm là đã cho ra công suất ra là 150W trên hai loa nha. Loa 8 ohm là 100W. Đánh một lốt hai cặp loa cũng được nè. Speed A, B, low net, bass trap, ba lăng. Cực kỳ đẹp nha quý vị. BMA390SE. Đây trên lưng nè quý vị. Phía sau nha, đi qua phía sau nè quý vị. Nguồn điện là 100V. Điện tiêu thụ là 150W nha quý vị. Những cái trạm gắn dây loa nè, trạm gắn dây loa bằng nhựa cũng còn nguyên bản hết nha. Nó đánh loa nè, A cộng B là từ 8 ôm trở lên, còn A hoặc B là từ 4 tới 16 nha. Made in China. Dòng này không biết có nguồn điện, nếu bạn có nguồn xuất cho dòng xuất châu Âu nữa, nhưng hôm nay thì dòng nội địa quý vị nhé. Điện 100V. Đây các cổng phía sau nè, các cổng kết nối phía sau nha. Còn rất là mới đẹp luôn quý vị. Và mức giá ngày hôm nay mình bán chỉ 4.100.000 thôi nha quý vị. 4.100.000. Đây, đẹp không chỗ chê luôn. Chỉ tiếc là nó về nó không có remote thôi nha quý vị. Đây, hôm quý vị xem nè. Size của nó cũng là size 43 về chiều ngang. Bên trong quý vị nhìn, nếu như chúng ta nhìn lại cũng thấy luôn nha quý vị. Cũng còn rất là mới, vì cái dòng này thì nó cũng mới ngưng bán trên thị trường đây cũng không quá lâu quý vị. Quý vị nào thích dòng âm ly đèn nâu, mức giá bình dân thì con này là rất bình dân luôn. Và không phải những cái dòng âm ly cổ, thì những cái đời như thế này rất là dễ chơi nha quý vị. Đây, đẹp lung linh luôn quý vị ạ. Bây giờ Bi sẽ test một bản nhạc cho quý vị nghe. Và bản nhạc này sẽ được lấy từ nguồn nhạc USB của mình. Một nhạc của mình là nhạc lốc lấy chất lượng cao nha. Với mức giá bán là 800.000, với dung lượng 128GB. Bây giờ Bi xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức một bản nhạc nha. Bi sẽ phát qua cái đầu Audio Lab nè. Vừa CD vừa giải mã luôn. Một bộ này là quý vị thấy nguyên một bộ màu đen luôn không? Một combo màu đen luôn nè. Cái đầu Audio Lab 8002 CD này thì bán 15.800.000 quý vị. Bây giờ mình mở bài nhạc nha, hoạt động nguyên tốt hết nha quý vị. Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm, xin lời cuối
không dối gian trong mắt em. Tình yêu cho thương đau nghe buồn thế, gác vắng mưa gợi niềm trắng chiều. Còn đây không gian xưa quên gót lầy, bên hè phố cây lá thưa chim đã bay. Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay, giữa tiếng ru trầm vào cơn mê này. Chiều xưa qua đây, dù hồn đang ngủ say, lời yêu chót đong đầy. Đành đoạn rồi những lần chiều hẹn ước. Rồi mai chân hoang vu lên phố gầy, tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay. Còn ai mua trên tay khi hoàng hôn phá giấc xuân muộn về trên môi hồng. Qua số điện thoại 0907 386 304 nha. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị.